À, hậu Thúy Vân mất đồ ở Nhật Bản và cái kết bất ngờ. Thúy Vân kể từng có chuyến đi Nhật và không may bị mất đồ, tuy nhiên chỉ vài giờ sau đó cô đã tìm thấy được chiếc ví trong sự ngỡ ngàng. Ca hậu quốc tế Thúy Vân được mời làm diễn giả ở talk show Talk Seven đi về phía mặt trời mọc. Tại đường sách thành phố Hồ Chí Minh, buổi talk show còn có sự tham gia của các diễn giả khách mời khác như tiến sĩ Nguyễn Vũ Kỳ, giảng viên khoa Nhật Bản học của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, nhà nghiên cứu giáo dục, tác giả, dịch giả, cựu du học sinh Nhật, Nguyễn Quốc Vương. Dù trời mưa, talk show vẫn thu hút sự tham gia và tương tác của nhiều khán giả ở các độ tuổi khác nhau. Thúy Vân trang điểm theo phong cách Nhật Bản và mặc trang phục yukata truyền thống. Cô giao lưu trò chuyện, chụp hình cùng các diễn giả khác và người hâm mộ. Tại talk show, Thúy Vân cho biết cô luôn mong muốn lan tỏa những giá trị văn hóa, tính nhân văn tốt đẹp ở bất kỳ dự án nào của mình. Năm 2016, tôi cùng top 5 Miss International 2015 được chính phủ Nhật Bản mời trở thành đại sứ du lịch Nhật, góp phần quảng bá du lịch và văn hóa của đất nước mặt trời mọc ra quốc tế. Tôi thích đến những vùng quê xa xôi, ít người đến ở nước Nhật để làm những hoạt động thiện nguyện thay vì chỉ đến những điểm du lịch nổi tiếng như Tokyo, Osaka. Tôi thích trải nghiệm mọi thứ về đất nước tuyệt vời này. Người đẹp ấn tượng với sự tử tế và trung thực của người Nhật. Cô từng để quên ví ở một địa điểm đi chơi, may mắn được ai đó nhặt được. Khi về khách sạn thì chiếc ví ấy đã được gửi trả lại cho mình ngay lập tức. Thúy Vân cho rằng đã có duyên với Nhật Bản từ rất lâu. Từ ngày bé, cô đã thích đọc truyện tranh Nhật. Điều trùng hợp thú vị là ông xã của cô cũng tên Nhật. Người đẹp có nói vui rằng chắc kiếp trước cô là người Nhật vì quá yêu đất nước này. Tuy nhiên, sau 3 năm dịch, cộng thêm việc lấy chồng, sinh con, cô vẫn chưa quay lại Nhật Bản du lịch như mong muốn được. Tuy nhiên, nhận được mời tham gia hợp tác từ các thương hiệu từ Nhật Bản, cô cảm thấy vui. Đại trí ảnh, anh Tú.